9 nè. Trần Quốc Bảo ở Gạch Gọc 2 triệu. Anh Việt Thành 500 ngàn. Trần Hiền Anh 400 ngàn. Chị TH ở Sài Gòn 3 triệu. Chào cả nhà, hôm nay mình xuống nhà thăm ông Út. Rồi mình quay lại cái nền nhà của ông Út. Nhưng mà ông tính có cái nhà là cái này, cái bị chiều ngang, cái cửa dây mặt đó. Dạ, cái cửa xây về đó hả ông Út? Ngay về cái hàng, cái sau đó, cái cửa. Dạ. Còn cái này sau hè, trái dạ. Bề ngang từ đây qua đó, từ đây qua đó là năm năm thứ 9. Dạ. Đây qua đây. Vậy là mình xây cái nền năm thứ 9. À. Mà mình có cái nhà thì 4 mét để mình làm cái hai cái thông hành hai bên đang đi tới đi lui ha ông Út. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi bề dài nó thì 14. Dạ, bề dài 14. Thì chừng nữa thì con coi có ai góp được số tiền nhiêu thì tới đó thì có nhiêu thì con xây nhiêu. Dạ. Rồi tới đó thì rồi tính không Út. Chứ giờ con chưa biết. Bây giờ mình tính đâu có được, bởi vì lòng hảo tâm của cô bác quý vị. Dạ. Thì nếu cô bác quý vị thấy mình cái lòng thành thật dạ. Mà quá lo mà làm không nổi. Dạ, làm thì người ta thì người Mạnh Thường Quân và bên Từ Thiện rồi cô bác khán giả, nếu ai mà thương tình đó thì tất nhiên người giúp cho mình chút ít vậy đó. Mình gom góp lại mình làm đủ được thì mình cũng mang ơn ta dữ lắm. Với mình phải làm gì làm cũng phải niệm Phật, niệm Phật cho nhiều đặng mà hồi hướng về những người ta cho mình. Đó thì cũng như ông sải ở chùa cũng vậy, hay ông thầy tu ở chùa cũng vậy, khi ăn cơm rồi mấy ông tụng kinh. Tụng kinh rồi mấy ăn cơm là hồi hướng á, tụng kinh hồi hướng của Đà Na thí chủ. Còn bây giờ mình nghèo quá mà người ta thương tình mình, người ta gửi cho mình đâu, mình nghèo có gì gửi lại tặng người ta đâu. Cho trả ơn không được. Bây giờ mình lấy cái Phật pháp, mình nhờ ơn Phật pháp để cái là mình hồi hướng cho cái công đức cho người ta. Mần ăn thì phải cho phải khá giả, mần đâu được đó với đừng bệnh hoạn, đừng hoạn nạn gì hết. Thì cho nó trôi qua hết thì người ta giúp đỡ mình mới được. Vậy đó. Để con quay lại cái nền này rồi con vô con lấy cái danh sách mà chuyến rồi có Mạnh Thường Quân góp được 5.9 triệu đó. Rồi con đọc lên chuyến rồi có góp được 5.9 triệu đặng tiếp cái nền nhà cho ông Út. Nhưng mà chưa có đủ, tại vì cái nền nhà này xây cơ khoảng gần 40 triệu lận. Rồi cho nên con giờ con quay cái nữa để cho Mạnh Thường Quân ở Mỹ người ta thấy, với lại coi có ai góp thêm vô nữa để mà cho đủ số tiền để xây cái nền cho ông Út. Với trả tiền thợ người ta nữa. Để con vô con lấy cái danh sách cái hàng Út. Thì chuyến rồi con có quay kêu gọi đó thì có 4 người ủng hộ được 5.9 triệu nè. Trần Quốc Bảo ở Gạch Gọc 2 triệu. Anh Việt Thành 500 ngàn. Trần Hiền Anh 400 ngàn. Chị TH ở Sài Gòn 3 triệu. Là tổng cộng là 5.9 triệu. Thì cũng còn thiếu cũng cỡ 30 mấy triệu nữa. Cho nên con hôm nay con quay để con kêu gọi thêm, để coi có ai giúp đỡ cho ông Út được cái nền nhà
À, con cũng cảm ơn Mạnh Hùng Quân nhiều. À, chứ mà đi trước nữa. Dạ. Thì bác cũng cảm ơn con. Tại vì nhờ con thì người ta mới hay được. Dạ. Thì bây giờ trước nữa nhờ con, sau nữa nhờ Mạnh Thường Quân và quý khán giả và mấy nhà tài trợ và bên từ thiện quốc tế đồ đó. Dạ. Tất cả tôi đã mang ơn hết. Nhờ quý vị giúp tôi vậy thì tôi cũng phải gắng trì tâm để niệm Phật. Niệm Phật lấy cái công đức hồi hướng này công đức lợi cho những người để thương tình tôi mà giúp đỡ cho tôi được cái nhà, nghĩa là cho nó ấm áp, mưa nắng khỏi dột. Vậy thì tôi cảm ơn quý vị nhiều nhiều, thật nhiều. Và cái nền này là rộng và dư sức làm ơi. Tại vì cái nền này bề ngang có 7-8 mét là con múc ơi. Cái đầu trên nó 7-8 mét á, cả chục mét luôn á. Tính từ cái sau á. Vậy là cái hàng sau đó nữa đốn hay là để không múc? Bây giờ hàng sau để trước cửa cũng được hay. Dạ. Mình nữa mình ở đây, mình cái ở sau phía sau tới đây. Mình tới hoài. Đó tới mà đủ 14 thước thì mình làm từ đó hàng sau khỏi đốn cũng được. Yeah. Nếu như nó lắng được hàng sau thì đốn hàng sau. Yeah. Đốn hàng sau mình làm, miễn làm được cái nền nhà. Yeah. Đây rộng lắm. Nhưng mà làm sao đừng cho có cái cây nào nằm giữa nhà mình được rồi. Thế vậy á. Yeah. Nằm ngay cửa giữa nhà rồi này kia mình đốn phá bỏ. Dạ dạ. Nữa con sẵn con kêu gọi nữa xây được cái hầm nhà vệ sinh cho ông Út luôn. Dạ. Là quý biết chừng nào. Dạ. Nhiều khi tôi đi biệt kia, đi vệ sinh biệt kia. Dạ. Rồi mưa gió cái cũng khó đi. Dạ. Tại vì ông cũng chưa có nhà vệ sinh. Cái nền này thì tôn lên nó cũng nhẹ ha. Dạ. Nền này êm rồi. Nữa chỉ đào xuống mà lớp len à, bắt đầu đầm đá. Rồi đầu người ta xây lên à. Ôi ôi cái nền này quá êm luôn. Tưởng xây cái nền cũ đó là tốn tiền dữ lắm luôn á. Dữ lắm. Dạ, cái nền cũ đó tốn tiền lắm. Nặng tiền lắm. Dạ. Mình không nổi đâu. Mình cũng mong Mạnh Thường Quân yêu thích ông Út. Có ai ủng hộ cho ông Út, người góp chút ít đang cho đủ cái số tiền đang xây cái nền cho ông Út nè. Còn cái nhà thì mình lo được rồi. Cái nhà của ông Út thì mình lo được rồi. Thiết mình đem về tới nhà luôn rồi cả nhà. Với cột kèo xiên mình xin rồi rồi. Rồi thiết mình cũng xin của công ty Ngọc Tùng á. Công ty thiết Ngọc Tùng á, mình xin được bộ thiết cho ông Út rồi. Chỉ còn có lo có cái nền của ông Út à. Cái nền đang dựng cái nhà lên á. Cho nên mình cũng mong Mạnh Thường Quân ủng hộ mình, giúp cho ông Út được một căn nhà đựng kín đáo. Tại vì nhà ông Út giờ mục hết trơn rồi. Trời mưa giông gió lớn là không có dám ở trong nhà nữa cả nhà. Thấy cũng tội nghiệp, tại vì già rồi, 90 tuổi rồi mà chưa có được cái nhà mà kín đáo, im ấm. Cho nên cũng nhờ Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm hãy ủng hộ mình giúp đỡ cho ông Út nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Cái gì là mình xây từ cái mí này hả Út? Biết ngoài này. Bị miệt ngoài này nó phập xuống đó kìa. À, phía đó nó ấy lên không sao. Dạ. Đất ngoài kia thiếu gì. Dạ dạ. Xe gùa nó đẩy vô nó đổ đó. Dạ, vậy là lắng nới trong này hả Út? Nơi này. Dạ. Bên đó mình chưa rộng. Dạ. Để coi nữa muốn cắt cái trái trời bên ha. Nếu mà cắt cái trái bắt giận bên đó thì cắt bên đó đó. Bên chứ đó cắt hả? Bên đây coi không được, kỳ quá. Nếu như bên đó thì mình cắt cái nhà đó. Dạ lắng bên đây. Còn nếu mà mình cắt bên đây á thì phải lắng cái nhà ra qua bờ bển. Thôi bây giờ mình lắng cái nhà qua bên đây đi. Qua bên này cái nền qua bên này đi. Dạ. Rồi bên kia cắt cái. Dạ, cái trái cắt bên đó đừng cho nó sáng. Dạ. Vậy đó. Coi cái nhà nó đẹp. Phải rồi. Dạ. Vậy đó là bên này rộng lắm, còn cái bên đó nữa. Cây dừa này của ông Út luôn hả ông Út? Của tôi à. Dạ. Con mới thấy luôn. Biết cái gì biết bển. Dạ, xuống đây lâu mà con mới thấy cây dừa này.
đằng kia cây có trái dạ. nhiều. Rồi cây cây đó nữa không Út? Cây đó nữa đó. Dạ. Dừa nhỏ nhỏ ông trồng nhóc đây nè. Trồng trước cửa. Dạ. Trồng cũng như trước sân đặng cho nửa có quầy xuống. Dạ. Trước nữa thì khách khứa lợi tới thăm mình thì cũng có uống nước. Rồi bạc hà này ông có bán không Út? Bạc hà này mà nó thằng Út á khi mà nó túng túng rồi á thì nó cắt hai vợ chồng đi ra ngoài chợ mà bán được nhiêu Út? Bán một kỳ bán vậy cũng được mấy chục ngàn à. Dạ yeah, mấy chục ngàn. 50-60 ngàn. Dạ yeah. Một lần bán vậy cũng cái tiếng tiền cá đồ được, này kia được. Được. Đường bột ngọt đâu. Chứ ăn gạo thì không đủ. Dạ yeah. Cái đám bạn hà này nó đỡ cho mình phần gặp khó đó. Dạ yeah. Gặp khó thì nó, yeah. nó giúp mình. Dạ yeah. Cắt nó. Nấu canh đồ ăn ngon lắm. Nấu canh chua. Như đấy ví dụ như mà hơi ốm bệnh gì con cháu hay gì vậy đó yeah. mà không có tiền cái vợ chồng là đặt ra cắt cái này yeah. rồi đem vô tội nghiệp mấy cái bà mà ở chợ đó yeah. mấy bà bán sạp sạp đó mấy bà gặp nghe là ôm tới rồi đem đây rồi đem lại cân bán được có bà mua 5.000 một ký có yeah. bà mua 4.500 ký yeah. thì mình lâu lâu quá lần mua mấy bán mấy yeah. chứ không kèo này gì hết trơn rồi cờ lỡ cần có dư cho bà luôn với mình cỡ lúc mà mình gặp khó rồi cần tiền đó yeah. thôi giá nào cũng bán cùng Nguyễn có tiền gì là mua thuốc mấy nhỏ thôi yeah. cái này là mình phân bò mình vô bao để mà bán cho người ta hả Út? Rồi mình bán cái này bán cái này sao Út? Bán bao vậy nè. Một bao vậy nhiêu tiền Út? Một bao vậy nó lấy 11.000. Dạ 11.000 bao. 11.000 bao. Là mình mất phơi hả Út? Phơi à, phơi cho khô rồi vô bao vậy nè. Đó thiệt khô mới được hả Út? Thiệt khô. Ôi. Mà sao nó nặng dữ vậy? rồi vô bao vậy á. Dạ. Rồi để chừng 100 bao, 70 bao gì mình điện nó lại. Dạ. Mình điện nó lại cái rồi nó cứ việc nó chở đi thì nó trả tiền mình à. Dạ. Ừ. Rồi tiền mà vốn nuôi bò là mượn hỏi dây nhà nước. Dạ rồi khi nào bán cái trả tiền nhà nước rồi tiền lợi nhiêu mình lấy. Còn tiền lợi nhiêu mình lấy. Yeah. Ba con bốn con đó đó là ủa ba con đó là nó dây tiền nhà nước đó. Nó yeah. dây tiền nhà nước nuôi. Dạ. Yeah. Dây hàng nhị phó ấp đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Là nó ấy cho dây giùm đó. Dạ. Yeah. Rồi mua nuôi thì tất nhiên mình bán ba con đó phải trả tiền lại nhà nước. Vậy đó, đằng sau mình dây nữa mới được mà mình không yeah. trả đợt này để làm vốn mua bò luôn đó ha. Dạ. Yeah. Thì sao không cho dây nữa? Dạ yeah, đúng cho rồi. Mình phải trả. Dạ. Yeah. Rồi trả rồi mình dây lại. Còn yeah. cái mình nuôi còn lợi nhiêu đó. Dạ. Yeah. Thì mình ăn xài yeah, này kia đó. Còn cái 6 con này á, nó chuồng đó 9 con lận. Yeah. Còn 6 con này thì cái thằng gì bãi bò ở trên thằng đó Xâm Ri hay gì đó, thằng đó người Chăm. Yeah. Nó ở trên Long Bình á, yeah. nó cái bãi bò. Yeah. Rồi nó thằng Út Tư này nó quen với cái ông vàng đó. Yeah. Ông vàng đó mới dẫn lên đó thôi phải đưa bò xuống cho thằng Sang Út Mười này nó nuôi đi, nuôi ghẻ. Yeah. Thành 6 con nuôi ghẻ. Yeah. 6 con nuôi ghẻ đó khi mà nó định giá hết trơn à. Yeah. Khi mà bán ra rồi đó lời cũng chia làm hai. Yeah. chia nấu phân nửa mình phân nửa. Yeah. Mà mình lợi dụng có cái này nè cháu ơi. Cũng như mình nuôi giùm ta nhưng mà tới tiền bán là tiền lời mình chia hai. Tiền lời chia hai còn vốn thì trả vốn lại nó. Dạ, vốn thì trả vốn lại cho người mình đó. Mình khỏi có sức vốn. Dạ. Yeah. Vậy đó. Vì mình sức công ra mình nuôi mà được nửa tiền lời. Nửa tiền lời còn yeah. đó phân nửa tiền lời. Dạ. Yeah. Mà nói nào ngay nó biết mình nghĩa là đàng hoàng nó mới dám đưa xuống. Dạ đúng rồi. Thôi nó ở xa quá nó trên gần trên miên biên giới chảnh á. Dạ. Yeah. Ông già nó ở dưới này. Yeah. Ông già nó thì biết trên yeah. 7 nè. Người yeah. già yeah. Nó biết mình có lại tới gia đình chơi mấy lần nè. Yeah. Rồi thành ra ông thấy mình nói chuyện với ổng, với ổng xuống nhiều lần, ông thấy mình nghĩa là thật tình người. Yeah. Thật tình. Yeah. Rồi mới kêu con đưa xuống cho nuôi. Yeah. Nghe, chứ không thôi đưa xuống khơi khơi cái nó nuôi tới chừng đúng bán rồi nó bán rồi nó xây xài hết hay là nó trả nợ nặng trơn rồi đi xuống rồi cài găng móc mắt gì nó vậy. Nó lỡ hết rồi á. Yeah. Thì thôi bây giờ nó nói thôi ông đưa cái tớp bò khác.
tôi nuôi đi rồi nửa cái lời tôi trả. Tôi chia lời ra, tôi lấy cái lời đó tôi trả ông luôn. Rồi làm gì nó vậy đây. Bởi vậy trảnh nó cũng nghi ngại lắm. Nghi ngại cho người Việt Nam mình nuôi rẻ vậy lắm. Nhưng mà mình có làm với nó một hai lần rồi mình thấy nó thấy mình uy tín, nó không sợ. Chứ không khi nào mà một lần đầu nó đưa tới 6-7 con cho mình nuôi vậy đâu. Dạ đúng rồi. 2 con, 3 con. Mà dễ gì nó ai nó cũng đưa đâu. Nó thử ý mình. 2-3 con coi coi mình nuôi đợt hay hai đợt coi coi mình làm đàng hoàng với nó không. Chàng ơi, người chăm coi vậy cũng khôn dữ lắm. Nó sợ mình gạt léo nè. Chứ không phải gì chăm. Như mà nuôi 3 con bò mà mừ nó dai tiền nhà nước đó rồi tới chừng mình bán lời được nhiêu Út? Ba con bò này theo như tiền lời ra đó thì một con mình lời 20 triệu. Là 3 con 60 triệu. Nuôi bao lâu Út? Nuôi 2 năm. Ôi thì 2 năm mới bán được đó, bò đó 2 năm đó. 2 năm. Rồi cái nuôi đi cắt cỏ biết bao nhiêu mà nói cắt cỏ 2 năm đó vậy hả, cắt nuôi vậy đó hả. Cái này cũng như mình ăn trước thì trả sau. Nhưng mà mình ăn trước trả sau mà mình có lời nhiều hơn cái nuôi rẻ. Đúng rồi. Nhiều hơn. Đó, mình bị đóng lãi cho nhà nước là in là tháng có mấy trăm ngàn gì đó hả. Nó đóng in tháng 200 mấy gì đó hả. Rồi nhờ tới gần 2 năm thì tính lại nó không bao nhiêu. Nhưng mà trong mấy chục triệu đó đó. Thì tiền ăn, tiền uống nó này kia. Là 40-50 triệu đó là mình cũng còn nhiều. Còn 30-40 triệu. Mà 2 năm. Còn tớp bò kia cũng nuôi vậy đó. Nhưng mà bán ra chia không có lời nhiều. Mà cực, nuôi ghẻ. Mà 6 con cực quá, cực luôn. Bây giờ mình đã không có tiền rồi, mình đâu có tiền nuôi mặt, mua mặt. Mình phải xuất thân ra mình làm chứ. Cũng như người Khmer, người ta đưa con bò mẹ cho mình nuôi. Rồi nuôi tới chừng đẻ ra thì cái lứa đầu tiên á ông chủ cũng bắt. Rồi mình nuôi tới cái lứa sau á là mình mới được bắt cái con bò con đó. Là đúng 3 năm mới được. Mới được con bò nghe. Con nghe. Mà tới đẻ con nghe thì cái ông chủ cũng bắt thuốc rồi. Rồi tới đợt sau 3 năm nữa là con bò kia nó đẻ ra được con nghé là mình mới được bắt con đó. Bắt con đó. Mẹ thì mất trả lời. Mẹ phải trả lời người ta. Nhưng mà con này bán ra thì được 12-13 triệu. Mà nuôi tới 3 năm trời. 12-13 triệu. Mà những người không có tiền á, người ta gán làm. Phải gán. Giờ mình lấy công của mình mà. Đặng mình lấy con bò đó mình nuôi, đặng nữa mình bán mình lấy vốn. Lấy cái vốn đó. Vậy đó. Thành ra bởi nói hãy hỏng tiền thì phải khổ. Phải gán chịu. Khó khăn. Còn người ta có tiền, ta mua con bò cái, người ta bỏ đâu bao năm, bò cái người ta cũng còn y. Người ta lời được con bò con rồi. Mà lời lấy trước mình nữa. Bởi cái nào người ta tính cũng hơn mình trơn á. Nhưng mà mình cũng biết tính như người ta vậy. Chứ nhưng mà mình không có tiền. Không có tiền, không sao tính được. Người ta có tiền. Vậy. Mình đi vô múc thôi. Cái đám bạc hà này nữa cứ vợ cho con 10 được rồi nè. Cứ việc bán rồi để góp lại. Đây cái chuồng bò ông Út nãy giờ kể đó cả nhà. Thì 6 con nuôi giùm ta. Rồi tiền lời thì nửa chia 2. Còn 3 con thì dây tiền nhà nước. Nuôi 2 năm bán lời vài chục triệu. Thì ăn trước trả sau, nuôi tới chừng bán hết tiền. Thiết cái nhà thiết sửa sạn cất nhà Út thì mình xin mình đem về rồi đó cả nhà, để dưới sàn đó. Nên mình hôm nay mình quay lại cái nền nhà. Cái nền nhà này không có cất bị gì, nó ở dưới cái hầm cho nên cất tốn tiền dữ lắm. Nên ông Út là thôi cất cái nền ngoài đó cho nó bằng phẳng cho đỡ nhẹ thiện chút. Mình kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ mình giúp cho ông Út, mình chân thành cảm ơn nhiều. Nếu cả nhà thấy hay hãy like đăng ký ủng hộ mình nha, mình chân thành cảm ơn nhiều cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và bình an trong cuộc sống luôn nha.